Sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với loạt trận khai mạc của giải bóng đá Korean League Open Cup năm thứ 3 2022. Trận đấu khai mạc là trận đấu giữa hai đội Ligo, nhà tài trợ chính của giải đấu, và Đại học Kinh tế Nghệ An. Của Nghệ An và nhà thua, chúng ta sẽ chia sẻ tiếp theo một xem như một của trận khai mạc đã bắt đầu. Cơ hội không được. Chút bơ. Tỷ số của trận đấu là 1-0 dành cho Ligo. Thắng lợi của các cầu thủ trường đoàn Tây An đã bỏ lỡ không tốt ở tình huống này. Lao lên sâu dứt khoát của thủ môn Trần Văn Quân. Thắng đầu tiên của đội mạng Anh Kỳ. Bàn vừa rồi là Phạm Công Minh. Và cuối cùng trong lại đá chính diện của Công Minh và công mức người trung thành của thủ môn Trịnh Thắng. Rất tuyệt. Tỷ số của trận đấu là 2-1 dành cho trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Pha lập công của Lê Công Minh. Đội trưởng của các cầu thủ áo đỏ đã lên tiếng. Như một của trận đấu anh là các chút gây rất nhiều khó khăn cho hàng người bên phía Ligo. Ta sẽ cùng xem lại một pha tỷ lệ quá hay và lắc bóng dẻo để thực hiện cú đá trên đánh bại khung thành của thủ môn Trịnh Thắng. Tỷ số là 2-1 mạnh ở mùa giải này. Và người ta đặt ra một câu hỏi là liệu Đức có ở lại với Korean League hay không. 3-1 rồi. 3-1 dành cho trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Rất nhanh pha ghi bàn của Quốc Huy. Kinh nghiệm của các cầu thủ áo đỏ đã được lên tiếng ở những thời điểm quan trọng này. Tiếp tục là một bóng quá hay nữa của Lê Công Vinh. Bàn thắng và vô số những cú sút và một kiến tạo. Không có lỗi, Công Vinh. Trong phòng, đối mặt Lê Công Vinh. Thường Ngô, wow, quá hay, pha xử lý quá hay của Thường Ngô và anh đã rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 dành cho Ligo. Và sẽ cùng xem lại pha quang người lắt léo, anh đã vượt qua được cú đánh thép. Cú đó là Phạm Công Minh và Trọng Phong trước khi làm tung lưới khung thành của thủ môn. Rất thoáng, không được. Rất nguy hiểm. Rất thua. Rất xuất sắc. Cố Huy. Không được. Thường Ngô. Chút. Rất tiếc là một lần quan trọng cuối cùng.
nguy hiểm. Đối mặt Lê Công Minh. Còn của trọng tài đang vang lên. Có một quả penalty dành cho trường đại học Kinh tế Nghệ An. Thành công mạnh trong bàn thắng thứ hai trong ngày khai mạc. Rất chính xác. Tỷ số của trận đấu được nâng lên 4-2. Và như vậy trọng tài cũng đã nổi còi kết thúc trận đấu khai mạc trong khuôn khổ bảng A của giải bóng đá Codelink Open Cup năm 2022. Kết quả chung cuộc thì Đại học Kinh tế Nghệ An đã giành thắng lợi 4-2 trước đội nhà tài trợ chính của giải đấu Lico.